8 dấu hiệu triệu chứng ung thư ruột ai cũng nên biết sớm. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Bạn có còn nhớ hình ảnh người nhạc sĩ nổi tiếng Trần Lập đã phải từ bỏ cuộc sống khi vẫn còn bao dự định dang dở chỉ bởi vì căn bệnh ung thư đại trực tràng quái ác? Ung thư đại trực tràng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến nhất. Ung thư đại trực tràng hiện nay đã có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân chính nằm ở việc chúng ta không chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày một cách lành mạnh và khoa học. Các chuyên gia ung thư cho rằng, việc phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư ruột chính là chìa khóa quan trọng nhất để cứu bệnh nhân, cơ hội đến 90%, giúp giảm chi phí điều trị và nhiều lợi ích khác. Mặc dù tương đối khó để nhận biết, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn vẫn có thể tự phát hiện được các dấu hiệu ung thư trực tràng ngay tại nhà mà không cần phải tốn nhiều công sức và chi phí thực hiện nhiều xét nghiệm. Những triệu chứng trong video ngày hôm nay chính là dấu hiệu cảnh báo bệnh sớm chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Trước khi tìm hiểu triệu chứng của bệnh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân gây ra căn bệnh quái ác này quý vị nhé. Nguyên nhân gây ra ung thư ruột già. Hiện nay, nguyên nhân gây ra ung thư ruột già vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các bác sĩ tin rằng ung thư có thể bắt nguồn từ sự phát triển bất thường của tế bào trong ruột già hoặc trực tràng. Các tế bào này xuất hiện ban đầu ở dạng polim. Qua thời gian, các polim phát triển thành ung thư và lây lan sang mô xung quanh. Chúng cũng có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác của cơ thể. Trong vài trường hợp, ung thư ruột già có thể di truyền. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một loại đột biến gen có thể gây tăng nguy cơ ung thư ruột già. Những đột biến gen này có thể gây ra những dạng ung thư ruột già như sau. Bệnh đa polim tuyến gia đình. Đây là một dạng rối loạn hiếm gặp, có thể khiến bệnh nhân phát triển hàng ngàn polim trong thành ruột già và trực tràng. Nếu không được điều trị, nguy cơ mắc ung thư ruột già trước 40 tuổi có thể tăng cao. Ung thư đại trực tràng không polim di truyền, còn được gọi là hội chứng Lynch. Tình trạng này có thể tăng nguy cơ gây ung thư đại tràng và các loại ung thư khác. Những người mắc phải loại này có khả năng phát triển ung thư đại tràng trước 50 tuổi. Các triệu chứng ung thư đại tràng có thể kể đến như sau. Thứ nhất, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu đầy trướng bụng trên vùng rốn, ăn không ngon là tình trạng thường thấy ở người bệnh ung thư trực tràng. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, sút cân. Người có ung thư đại trực tràng sẽ thường xuyên xuất hiện các cơn đau đáng kể ở bụng. Đau bụng được biểu hiện bằng các triệu chứng khó chịu ở vùng dạ dày, từ đó gây ảnh hưởng và khó chịu ở toàn vùng bụng. Phổ biến là mệt mỏi, phờ phạc, đau bụng từng cơn. Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng trên, hãy tìm gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Việc khám kiểm tra tại các bệnh viện và tiến hành điều trị sẽ giúp làm giảm các triệu chứng đau. Để phát hiện có bệnh thì can thiệp y tế kịp thời. Thứ hai, táo bón. Nếu đi ngoài ít hơn 3 lần trong một tuần, bạn đã mắc chứng táo bón. Tuy nhiên, triệu chứng này có thể xuất hiện ở những bệnh lý đường tiêu hóa thông thường khác. Tuy nhiên cũng không nên bỏ qua cảnh báo cho bệnh ung thư đại trực tràng đang xâm lấn cơ thể của bạn. Thứ ba, đi ngoài kèm máu, đại tiện kèm máu đỏ tươi, nhỏ giọt, phủ lên phân. Một số trường hợp ở giai đoạn cuối của bệnh nhân còn thấy hậu môn trực tràng xa xuống, toàn thân gầy đi, số lần đại tiện tăng lên. Khi táo bón tiêu chảy, đây là triệu chứng phổ biến nhất của căn bệnh, song nó không đồng nghĩa mọi trường hợp phân có máu đều do mắc ung thư đại trực tràng. Nếu mắc bệnh khác như trĩ, nứt hậu môn, bạn cũng có thể gặp hiện tượng trên. Cần phân biệt đại tiện ra máu do trĩ thường là máu tươi, còn bệnh nhân ung thư trực tràng thường xuất huyết dưới dạng máu lẫn với nhầy. Vì máu chảy ở niêm mạc vùng ung thư có thể bị viêm nên tiết nhầy. Thứ tư, giảm cân bất thường. Không phải do tập luyện hay ăn kiêng giảm cân mà cơ thể đột ngột sút cân thì bạn cũng không nên coi thường. Rất có thể đó là dấu hiệu của ung thư, nhất là ung thư đại trực tràng, dạ dày hoặc các bộ phận khác liên quan đến đường tiêu hóa. Thứ năm, phân lỏng hẹp so với bình thường. Kích thước của chất thải cũng giúp phát hiện những bất thường trong tiêu hóa. Tình trạng phân mỏng có thể do một vật cản giống như khối u khiến phân bị chặn lại. Nếu phân có kích thước mỏng như một chiếc bút chì hoặc có hình lá lúa do phải đi qua khối u thì cần đề cao cảnh giác. Thứ sáu, mệt mỏi và suy nhược. Đây là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư nhưng lại dễ bị bỏ qua nhất. Mệt mỏi do ung thư đại tràng thường liên quan đến thiếu máu do mất máu trong phân. Người bệnh cảm thấy kiệt sức ngay cả khi đã nghỉ ngơi, đồng thời suy nhược cơ thể một cách nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. Ngoài các triệu chứng nêu trên, khi ung thư muộn thì có người sờ thấy cả khối u nổi ở dưới da bụng, vàng da, bụng to dần, vân vân. Thứ bảy, rối loạn tiêu hóa kéo dài. Ung thư đại trực tràng có biểu hiện ở mọi bộ phận liên quan đến đường tiêu hóa. Một số dấu hiệu thường gặp như hơi thở hôi hay ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng bụng trước hoặc sau khi ăn. Một số dấu hiệu như đau quặn bụng, đau dâm gian là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa do nhiễm khuẩn, nhưng một vài trường hợp nó báo hiệu sự tồn tại của khối u ở dạ dày.
chán ăn, khó tiêu, đầy trướng bụng trên vùng rốn, ăn không ngon là tình trạng thường thấy ở người bị bệnh ung thư đại tràng. Người bị ung thư đại trực tràng bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, rất giống với triệu chứng bệnh lỵ. Tuy nhiên, người mắc bệnh lỵ có thể điều trị bằng cách dùng kháng sinh, còn loại thuốc này không có tác dụng với bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Thứ 8. Uống thuốc kháng sinh không khỏi. Với những bệnh nhân bị ung thư đại tràng thì đường tiêu hóa rối loạn, đi ngoài rất nhiều lần trong ngày, triệu chứng giống với bệnh lỵ, nhưng có điểm khác ở chỗ bị lỵ, người bệnh uống thuốc kháng sinh đặc trị sẽ khỏi. Nhưng ung thư đại trực tràng thì có dùng kháng sinh đến đâu cũng không thể khỏi được tình trạng đi ngoài. Thứ 9. Thiếu máu. Thiếu máu là tình trạng có ít số lượng hồng cầu, có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến tất cả các tế bào trong cơ thể hơn bình thường trong máu. Khi bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt nghĩa là bạn đã bị thiếu máu, và tình trạng này vẫn xảy ra cho dù bạn có ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ. Mặc dù nguyên nhân gây ra thiếu máu có thể là do di truyền, vấn đề về dinh dưỡng hay mất máu quá nhiều, nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân bạn đã mắc bệnh ung thư ruột. Dấu hiệu thứ 10. Nôn. Nếu bạn bị nôn do mắc chứng khó tiêu hay đầy bụng thì điều đó là rất bình thường và sẽ hết rất nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi bị nôn thường xuyên hoặc không do một nguyên nhân cụ thể nào thì bạn nên chú ý. Mặc dù có nhiều nguyên nhân khác có thể gây ra sự nôn, nhưng ung thư ruột luôn là nhân tố kích thích. Đó là vì các tế bào ung thư bắt đầu phát triển một cách bất thường. Từ đó nó cũng thường gây ra sự mất nước, mệt mỏi và tăng nồng độ axit trong đường ruột. Thứ 11. Đầy hơi. Sự thay đổi của hệ vi khuẩn là nguyên nhân gây ra hiện tượng đầy hơi, từ đó có thể phát triển thành ung thư ruột. Tất nhiên, những thay đổi khác trong cơ thể cũng là nguyên nhân gây ra đầy hơi. Đó có thể là do thức ăn, do các bệnh thông thường hay những thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này xảy ra một cách thường xuyên, lặp đi lặp lại thì bạn cần lưu ý để xác định một cách rõ ràng nguyên nhân để phát hiện kịp thời. Thưa quý vị, mỗi năm trên thế giới có khoảng 8,2 triệu người chết vì ung thư. Tại Việt Nam, con số này là 115.000 người, trung bình 315 người chết một ngày, xếp trong top 2 của bản đồ ung thư thế giới. Chính chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ung thư. Có những thói quen rất nhiều người làm, tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang ung thư đến gần bạn hơn. Vì vậy, hãy bỏ ngay những thói quen gây ung thư dưới đây nếu không muốn chết sớm quý vị nhé. Thói quen xấu thứ nhất, ăn quá nhiều thịt. Ăn thịt là rất tốt cho cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều thì đây chính là một thói quen gây ung thư cần phải bỏ ngay. Thịt ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong đường ruột, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Chế độ ăn uống không cân bằng cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thịt và ăn ít rau quả, cơ thể sẽ thiếu chất xơ, dẫn đến táo bón. Những người bị táo bón trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cơ thể khó đào thải được chất độc hại, tích lũy lâu dần, dẫn đến ung thư. Ngoài ra, một thói quen gây ung thư nữa mà nhiều người cũng hay mắc phải đó là thói quen ăn thịt đỏ, thịt tái. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn nhiều thịt đỏ sẽ kích hoạt các tế bào ung thư trong cơ thể. Những người tiêu thụ lượng thịt đỏ cao trong chế độ ăn uống có khả năng phát triển ung thư đường ruột. Thứ hai, hút thuốc lá gây ung thư phổi, ung thư vòm họng. Trong khói thuốc lá có chứa hàng nghìn chất độc hại cho cơ thể, trong đó có tới hơn 50 chất có thể gây ung thư, nhất là ung thư phổi, ung thư vòm họng, thanh quản, miệng, bằng quang và tụy. Những người hút thuốc lá có nguy cơ ung thư phổi cao gấp 22 lần so với người bình thường, một con số đáng báo động phải không ạ? Ai cũng biết đến tác hại khôn lường đến từ những điếu thuốc lá, nhưng để bỏ chúng lại rất khó. Người ta đã nghĩ ra loại thuốc lá điện tử thay thế cho thuốc lá truyền thống. Loại thuốc lá này không cần đến bật lửa, nhả khói có mùi hương của tinh dầu, hàm lượng nicotine thấp hơn, bạn tưởng chừng nó ít nguy hại hơn. Nhưng không, vào năm 2015, các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra tuyên bố những người hút thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao gấp 15 lần so với thuốc lá thông thường. Chất độc đến từ chất formaldehyde, sản phẩm tạo ra khi nicotine và chất tạo mùi bị đốt cháy trong thuốc lá điện tử. Các nhà khoa học Nhật Bản tuyên bố thuốc lá điện tử có chứa nhiều chất gây ung thư cao gấp 10 lần thuốc lá thông thường. Và một điều đáng báo động nữa là hút thuốc lá không những ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút mà còn gây ung thư cao hơn cho những người xung quanh hít phải khói thuốc. Vì vậy, ngay lúc này, bạn hay người thân của bạn hãy ngừng ngay thói quen nguy hiểm này đi thôi. Thói quen thứ 3, ăn thực phẩm nấm mốc. Nhiều người có thói quen khi thấy thực phẩm bị bẩn, nấm mốc vẫn đem đi rửa sạch rồi tiếp tục chế biến vì tiếc. Tuy nhiên, đây là thói quen gây ung thư, đặc biệt là ung thư gan, còn nguy hiểm hơn cả uống rượu bia. Nấm mốc một khi xuất hiện và bám vào thực phẩm thì dù có qua đun sôi, nấu chín cũng sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể. Để phòng tránh điều này thì bạn nên có cách bảo quản thực phẩm hợp lý. Khi có dấu hiệu mốc nên bỏ đi thay vì ăn tiếp. Thói quen thứ 4, uống rượu bia gây ung thư gan.
rượu bia được coi là kẻ thù của lá gan, bởi gan là nơi thải độc, chứa nhiều enzyme, đóng vai trò chuyển hóa chất thải từ cồn trong bia rượu. Thói quen uống nhiều bia rượu cực kỳ gây hại cho các tế bào gan. Khi gan phải làm việc quá nhiều để chuyển hóa những chất độc hại trong cơ thể, như bia rượu, nó sẽ trở nên kiệt sức, tế bào gan bị tổn thương, hình thành các mô sẹo và phát triển thành gan nhiễm mỡ, lâu ngày gan sẽ bị viêm, rồi tiến triển thành xơ gan. Con đường từ xơ gan chuyển thành ung thư gan thật ngắn ngủi. Với những người có thói quen uống bia rượu mỗi ngày, nhất là những người nghiện rượu, thì nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp 4-5 lần so với người bình thường. Đừng vì phút vui vẻ, quá đà mà làm hỏng lá gan của mình bạn nhé, vì ung thư gan không chừa một ai cả. Thói quen thứ 5. Thói quen thức khuya gây ung thư. Một xã hội năng động hiện nay, dường như một ngày có 24 giờ là quá ít ỏi. Mọi người làm việc ca đêm, thức khuya làm việc, học tập hay thậm chí là nghịch điện thoại. Một ngày có thể kéo dài đến 20 tiếng và bạn chỉ ngủ có 4 tiếng. Có thể bây giờ bạn thấy khá bình thường, bạn vẫn khỏe mạnh, tỉnh táo hoạt động, làm việc. Nhưng hãy coi chừng, thói quen này là tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật. Nhịp sinh học của cơ thể đã được cố định theo nhịp ngày đêm. Ngày hoạt động và đêm đến là thời gian để toàn bộ cơ thể nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho cả mai thức giấc. Thường xuyên thức khuya sẽ gây đảo lộn đồng hồ sinh học của bạn, sự chuyển hóa giải phóng hormone bị rối loạn, đặc biệt là chất melanin, và đây chính là nguy cơ khiến cơ thể của bạn phát sinh những tế bào đột biến, hệ miễn dịch bị suy yếu, các tế bào ung thư có cơ hội phát triển. Hãy tôn trọng quy luật tự nhiên và lắng nghe cơ thể mình trước khi quá muộn bạn nhé. Thói quen thứ 6, nhịn đại tiện gây ung thư đại tràng. Nhịn đại tiện không những là nguyên nhân gây táo bón, về lâu dài còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư đại trực tràng. Khi không được đi đại tiện, khối phân sẽ tích tụ lại trong cơ thể, mà cụ thể là đại tràng. Phân là chất thải, chất độc của cơ thể. Vì thế khi nó lưu lại trong vòng vài ngày sẽ gây độc cho cơ quan tại chỗ là đại tràng. Khi cơ thể muốn đi vệ sinh, tốt nhất bạn nên đi đại tiện trong vòng từ 1-2 giờ, không được để lâu quá đến vài ngày và không nên kéo dài tình trạng này nhé. Nếu khó đi quá thì bạn cũng cần đến sự trợ giúp của các loại thuốc thụt tháo phân. Thưa quý vị, có một sự thật cần phải thừa nhận rằng ung thư đang di căn như chính thói quen của nó vậy. Hiện nay, số người bị bệnh ung thư cứ ngày một tăng lên, nay khỏe mạnh, mai đi khám bệnh, nhận được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối không còn là một câu chuyện quá đỗi xa lạ. Vì vậy, để cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh, hạn chế tối đa nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.